Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hà Nội 24 giờ. Hôm nay mời các bạn đến với trục đường tối hữu chạy qua các quận như Hà Đông, Nam Từ Liêm và khu vực mà các bạn đang thấy là một trong những cái đoạn thường xuyên ách tắc giao thông. Cách đây khoảng gần một năm thì hình ảnh người dân lách luật dắt xe máy ngược chiều lưu thông trên hè phố để đỡ phải chịu cảnh tắc dưới lòng đường và đỡ phải đi đường vòng diễn ra hàng ngày trước cái sự bất lực của các cái lực lượng giao thông. Sau đó thì chính quyền đã cho rào chắn cái vỉa hè như thế này. Nhưng mà nhiều phương tiện thì vẫn chạy ngược chiều dưới lòng đường. Đây là một trong những cái bất cập giao thông trên đường Tố Hữu, đoạn từ ngã ba Mỗ Lao tới nút giao Trung Văn. Đường Tố Hữu là một trong những cái trục đường hướng tâm quan trọng của Hà Nội từ phía Tây và từng được kỳ vọng sẽ giảm tải giao thông cho trục đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên thì sau vài năm thì Tố Hữu đang dần trở nên quá tải do cái mật độ xây dựng ngày một tăng ở hai bên tuyến này. Do cái mạng lưới giao thông không đồng bộ và do phải chia sẻ làn với buýt nhanh BRT, ngay cả bản thân trục đường này cũng không còn phù hợp với cái nhu cầu lưu thông thực tế nữa. Chính vì thế mà mới đây Hà Nội đã có quyết định phê duyệt chỉ giới và chuẩn bị mở rộng hai tuyến đường ngang trên đường Tố Hữu. Đó là dự án mở rộng một phần đường Trung Văn và đường Lương Thế Vinh của quận Nam Từ Liêm. Đây là nút giao giữa đường Trung Văn và đường Tố Hữu. Tuy nhiên thì vài năm trước thì nút giao này bất ngờ bị đóng lại, dẫn đến các phương tiện từ Trung Văn phải rẽ và đi thêm vài trăm mét nữa để có thể quay đầu. Điều này mình nghĩ là đã gây xung đột giao thông với cái dòng phương tiện đang đi thẳng và nó khiến cho cái tình trạng tắc đường trên Tố Hữu nó trở nên nghiêm trọng hơn. Mình thấy vào những cái giờ cao điểm thì Tố Hữu thường tắc một chiều. Buổi sáng thì nó tắc ở bên hướng vào nội đô và tắc buổi chiều tối ở bên làn hướng về phía Hà Đông. Và mình thấy nó tắc hơn từ khi có cái tuyến buýt nhanh BRT. Như mình đã nói ở trên thì do nút giao Trung Văn bị đóng nên là các phương tiện từ phía Bắc phải rẽ đến tận ngã ba Mỗ Lao để có thể quay đầu về hướng Lê Văn Lương. Tuy nhiên thì ngã ba này khá nhỏ và luôn có cái lượng lớn phương tiện từ đường Trần Phú di chuyển dồn về Tố Hữu, nên là khu vực này hay tắc đường. Nếu ngã ba Mỗ Lao này được bố trí thành một cái ngã tư với việc mở thêm đường dẫn ra phía đại lộ Thăng Long thì thực sự sẽ giảm tải được khá nhiều cho đường Tố Hữu. Có nhiều cao ốc mới đồ sộ đang mọc lên ở hai bên tuyến đường Tố Hữu, nó càng khiến cho cái tuyến đường này trở nên nó trông nó bí bách hơn. Có nhiều bạn thì cứ thắc mắc là tại sao không mở rộng thêm đường Tố Hữu để giảm ùn tắc, vì có nhiều đoạn có cái vỉa hè còn khá rộng. Tuy nhiên thì như các bạn thấy thì đường Tố Hữu nó có cái mặt cắt nó không đồng đều và nhiều đoạn giờ có rất là nhiều cao ốc án ngữ rồi. Thế nên là nếu mở rộng không đồng đều thì sẽ tạo thành nhiều cái nút thắt giao thông trên cái tuyến này. Quay trở lại với đường Trung Văn thì đường này phía nam nối với đường Lương Thế Vinh, còn phía bắc thì nối với đường Cương Kiên dẫn ra đại lộ Thăng Long và cầu vượt Mễ Trì. Đường Lương Thế Vinh thì nối thông ra đường Nguyễn Trãi và nó cũng khá nhỏ rồi. Thế nên là mở rộng đường ở phía Bắc là cái lựa chọn hợp lý cho đường Trung Văn. Đường Trung Văn mở rộng sẽ có chiều dài khoảng 600m với cái điểm đầu tại nút giao với đường Tố Hữu, điểm cuối tại nút giao với đường Cương Kiên, thông ra đại lộ Thăng Long. Đoạn này thì có quy mô mặt cắt ngang đường rộng khoảng 21,25m và trong đó thì lòng đường rộng khoảng hơn 11m, còn lại là vỉa hè mỗi bên rộng khoảng 5m. Do đường Trung Văn dẫn ra đại lộ Thăng Long cho nên là con đường này nó luôn tấp nập các cái dòng phương tiện. Và với cái việc mở rộng đường Trung Văn thì chắc chắn cái nút giao Trung Văn Tố Hữu sẽ được mở thông trở lại, giúp thuận tiện hơn khi di chuyển qua cái nút giao này. Và có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi, cái khu đất trống ở phía xa kia dự kiến sẽ triển khai một cái khu đô thị mới trong thời gian tới. Hiện mình vẫn chưa rõ cái con đường mở rộng này nó sẽ thế nào khi chạy qua cái khu nhà ở Trung Văn với khá nhiều các cái biệt thự này.
Đoạn đường ngang thứ hai dự kiến cũng sẽ được mở rộng là đường Lương Thế Vinh. Con đường này cách nút giao Tố Hữu Lê Văn Lương không xa và nằm cạnh công viên Phùng Khoang. Công viên mà hôm trước mình từng làm một video clip cho các bạn. Đường Lương Thế Vinh mở rộng có chiều dài 460m với cái điểm đầu từ nút giao với đường Tố Hữu, còn điểm cuối tại nút giao với đường Hồ Mễ Trì, và nó sẽ kết nối với cái con đường mà Vingroup đã thi công trong cái dự án Vinhome Green Bay. Cuối cùng thì đường này cũng sẽ vẫn dẫn ra đại lộ Thăng Long, đoạn chỗ cầu vượt Mễ Trì. Đoạn mở rộng đường Lương Thế Vinh có quy mô mặt cắt ngang rộng là 17,5m, thì trong đó thì lòng đường rộng khoảng 7,5m. Vẫn ưu tiên là vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m. Con đường này nó sẽ chạy cắt qua cái bệnh viện y học cổ truyền của Bộ Công an. Phía trước các bạn là khu đô thị Vinhome Green Bay của Vingroup, và cái tuyến đường Lương Thế Vinh sẽ kết nối với cái đường ven khu đô thị này. Mình hy vọng là đường Hồ Mễ Trì cũng sẽ được chỉnh trang mở rộng thêm khi cái công viên Phùng Khoang này được hoàn thành. Có thể thấy là cả hai cái tuyến đường ngang cắt qua trục đường Tố Hữu dự kiến được mở rộng đều ở phía Bắc, và nó đều hướng ra đại lộ Thăng Long. Khu vực có thể sắp triển khai cái dự án Vinhome Green Bay giai đoạn 2 của Vingroup. Về cơ bản thì hai tuyến đường ngang được mở rộng sẽ góp phần thuận tiện lưu thông, giảm tải cho đường Tố Hữu. Tuy nhiên thì một dự án giao thông khác được mong chờ triển khai sẽ góp phần giải cứu Tố Hữu, đó là đường Lê Quang Đạo kéo dài nối từ đường vành đai 4 và nó chạy song song với cái trục đường Tố Hữu. Nó cũng sẽ kết nối với đại lộ Thăng Long. Đường Lê Quang Đạo kéo dài cũng chạy cắt qua nhiều cái khu đô thị của quận Hà Đông, và nó được kỳ vọng nó sẽ phát triển các dự án bất động sản ở trong này. Hy vọng là có thêm nhiều cái dự án giao thông được đồng bộ giúp thuận tiện cho cái việc di chuyển trên trục đường Tố Hữu, nó được dễ dàng hơn, giảm cái ách tắc. Còn ý kiến của các bạn thế nào xin hãy comment ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video cập nhật tiếp theo. Xin chào.